Xin chào các em. Ở bài trước thì chúng ta đã được tìm hiểu về một trong hai quá trình phân bào, đó chính là nguyên phân. Quá trình phân bào còn lại đó là giảm phân. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về những diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể trong giảm phân 1 và những diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể trong giảm phân 2. Các em hãy xem một đoạn video và trả lời câu hỏi. Giảm phân diễn ra ở đâu và kết quả của quá trình giảm phân là gì nhé? Look exactly like their parents, or why some siblings look so different from each other? The answer lies in the process of meiosis, which generates the gametes for reproduction. Meiosis is the process by which haploid cells are produced from a diploid cell. For this to occur, the chromosomes must be correctly sorted and distributed in a manner to create genetically unique cells with half the number of chromosomes as the original cell. Meiosis occurs in special cells called germ cells within the gonads of males and females. For the successful reduction in the number of chromosomes to occur in the new haploid daughter cells, two rounds of divisions are necessary. These divisions are termed meiosis I and meiosis II. Although the processes of mitosis and meiosis look similar, there are a few major differences. One obvious difference is that mitosis results in two diploid daughter cells, and meiosis results in four haploid cells. Chúng ta đã có câu trả lời của mình rồi đúng không nào? Thì cái quá trình giảm phân này nó sẽ xảy ra ở tế bào sinh dục, ở các cái cơ quan sinh sản. Và kết quả của quá trình giảm phân là từ một tế bào mẹ thì sẽ tạo ra bốn tế bào con. Tuy nhiên, cái bộ nhiễm sắc thể của nó sẽ giảm đi một nửa. Tế bào mẹ có bộ nhiễm sắc thể là 2N, nhưng mà ở tế bào con chỉ có bộ nhiễm sắc thể là N thôi. Look exactly. Giảm phân xảy ra ở tế bào sinh dục, ở các cái cơ quan sinh sản. Giảm phân bao gồm có hai lần phân bào liên tiếp, đó chính là giảm phân 1 và giảm phân 2. Nhiễm sắc thể nó chỉ nhân đôi ở một lần vào kỳ trung gian trước cái lần phân bào 1. Có nghĩa là kỳ trung gian này nó sẽ dùng chung cho hai cái lần phân bào này. Và kết quả của giảm phân là từ một tế bào mẹ tạo thành bốn tế bào con. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu cái phần kỳ trung gian, cũng giống như cái quá trình nguyên phân thì kỳ trung gian nó sẽ có hiện tượng là trung thể nhân đôi và các cái nhiễm sắc thể nhân đôi tạo thành các cái nhiễm sắc thể kép. Chúng ta tìm hiểu những cái diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể trong cái giảm phân 1. Các em hãy hoàn thành cái bảng những diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể ở kỳ đầu 1, kỳ giữa 1, kỳ sau 1 và kỳ cuối 1. Ở kỳ đầu 1 thì các cái nhiễm sắc thể ở trạng thái kép đúng không nào? Nó sẽ đóng xoắn và nó sẽ co ngắn lại giống như quá trình nguyên phân. Tuy nhiên, ở đây nó có một cái phần khác, đó là nó sẽ có sự tiếp hợp của các cái cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Các cặp nhiễm sắc thể tương đồng nó đang nằm ở vị trí gần nhau, do đó nó sẽ có một cái hiện tượng gọi là trao đổi chéo. Và chính nhờ cái sự trao đổi chéo này nó sẽ tạo ra cái nguồn biến dị tổ hợp
tạo ra phong phú cho cái vốn gen hay là cái vật vật chất di truyền. Các nhiễm sắc thể kép trong cái cặp tương đồng nó sẽ tiếp hợp và có thể bắt chéo, nhưng mà sau đó thì nó sẽ tách rời nhau ra nhé. Các em hãy quan sát cái đoạn video để chúng ta dễ tưởng tượng hơn nè. Khi mà nó đứng gần nhau thì nó sẽ tiếp hợp hay là trao đổi chéo với nhau. Các em thấy nè, cái đoạn màu xanh á, cái nhiễm sắc thể màu xanh thì cái đầu mút của nó sẽ trao đổi với lại cái nhiễm sắc thể đứng bên cạnh của nó trao đổi màu tím, và màu tím thì nó sẽ nhận cái phần màu xanh của nhiễm sắc thể kia. Tiếp theo đó là kỳ giữa của quá trình giảm phân, thì các cái nhiễm sắc thể nó cũng sẽ đóng xoắn cực đại và nó sẽ tập trung ở trên cái mặt phẳng xích đạo. Tuy nhiên, đối với quá trình giảm phân, nó không phải là tập trung thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo, mà các em quan sát hình, các em sẽ thấy đó là nó sẽ tập trung thành hai hàng song song ở trên mặt phẳng xích đạo. Sau khi trao đổi chéo này thì nó sẽ bắt đầu nó tách nhau ra và nó di chuyển về cái mặt phẳng xích đạo của thoa phân bào, và nó sẽ sắp xếp thành hai hàng song song với nhau. Ở kỳ sau của quá trình giảm phân thì các cái nhiễm sắc thể kép lúc nãy trong cái cặp tương đồng nó sẽ phân ly độc lập với nhau về hai cực của tế bào. Đây, nhờ cái lực kéo của các cái sợi thoi vô sắc mà các nhiễm sắc thể nó sẽ đi về hai cực của tế bào. Còn ở kỳ cuối của giảm phân 1 thì sẽ có hiện tượng gì? Các cái nhiễm sắc thể kép này các em thấy là nó sẽ nằm gọn bên trong hai cái nhân mới được tạo thành và với cái số lượng là đơn bội kép. Cô nhắc lại nè, cái kỳ trung gian bộ nhiễm sắc thể của chúng ta là 2N nhân đôi tạo thành 2N kép. Ở kỳ đầu là 2N kép, ở kỳ giữa vẫn là 2N kép, ở kỳ sau là 2N kép. Tuy nhiên, ở kỳ cuối khi mà nó phân chia tạo thành hai cái tế bào rồi á thì bộ nhiễm của nó là bộ nhiễm sắc thể kép nhưng mà nó ở trạng thái là đơn bội, được chưa nào? Đây, màng nhân của nó được hình thành và vách ngăn của nó sẽ xuất hiện tạo thành hai cái tế bào mới. Rồi sau khi mà tìm hiểu các cái kỳ của giảm phân 1 thì các em hãy hoàn thành cái bảng này vào trong tập. Tiếp theo của quá trình giảm phân 1 đó chính là những diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể trong giảm phân 2. Thì tương tự giống như là giảm phân 1, các em cũng hoàn thành cái bảng những diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể ở kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau và kỳ cuối của quá trình giảm phân 2. Ở kỳ đầu của giảm phân 2, màng nhân và nhân con lại tiêu biến. Các cái nhiễm sắc thể nó sẽ co lại cho chúng ta thấy được số lượng của nhiễm sắc thể kép trong cái bộ đơn bội này.
ở kỳ giữa của giảm phân 2 thì nó sẽ giống như là quá trình nguyên phân. Đó là các cái nhiễm sắc thể nó sẽ tập trung thành một hàng trên cái mặt phẳng xích đạo của thoa phân bào. Và nó sẽ co xoắn cực đại, được chưa nào? Ở kỳ sau thì nó cũng lại tách nhau ra thôi. Từng cái nhiễm sắc thể kép nó sẽ tách nhau ra ở tâm động và hình thành nên hai cái nhiễm sắc thể đơn phân ly về hai cực của tế bào. Ở kỳ cuối thì từ hai cái tế bào đó nó sẽ tạo ra bốn cái tế bào con, và bốn cái tế bào con này sẽ có bộ nhiễm sắc thể là N, N đơn. Các cái nhiễm sắc thể đơn nằm gọn trong nhân mới được tạo thành với số lượng là bộ đơn bội. Các em hãy hoàn thành cái bảng này vào trong tập. Đây là những cái biến đổi cơ bản của nhiễm sắc thể ở các kỳ của lần phân bào 1 và lần phân bào 2. Cô tóm gọn lại cái bài học hôm nay của chúng ta. Thì quá trình giảm phân của chúng ta bao gồm có giảm phân 1 và giảm phân 2. Hai cái quá trình giảm phân này cũng bao gồm 4 kỳ, đó là kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau, kỳ cuối, và nó sẽ dùng chung một cái kỳ trung gian. Kỳ trung gian này nó sẽ diễn ra trước cái giảm phân 1. Ở kỳ đầu, nhiễm sắc thể ở trạng thái kép nó là 2N kép, và nó sẽ đóng xoắn co ngắn lại, và nó sẽ có hiện tượng là bắt chéo. Đây là một cái hiện tượng mới chỉ có ở giảm phân thôi. Ở kỳ giữa, nhiễm sắc thể vẫn đang ở trạng thái kép, đó là 2N kép, và nó sẽ đóng xoắn tách rời. Các cái nhiễm sắc thể này nó sẽ xếp thành hai hàng song song tại mặt phẳng xích đạo của thoa phân bào. Ở kỳ sau, bộ nhiễm sắc thể là kép nó sẽ phân ly độc lập về hai cực của tế bào, và kỳ cuối là nhiễm sắc thể kép, tuy nhiên nó là N kép, được chưa nào? Các em nhớ này, kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau bộ nhiễm sắc thể là 2N kép, nhưng mà kỳ cuối là bộ nhiễm sắc thể của nó là N kép thôi, và nó sẽ nằm ở bên trong nhân. Ở quá trình giảm phân 2, kỳ đầu thì bộ nhiễm sắc thể của nó giống như là kỳ cuối 1, là bộ nhiễm sắc thể N kép, nó sẽ co ngắn lại. Kỳ giữa, bộ nhiễm sắc thể N kép nó sẽ xếp thành một hàng tại mặt phẳng xích đạo của thoa phân bào. Ở kỳ sau thì từ cái nhiễm sắc thể kép nó sẽ tách thành nhiễm sắc thể đơn, và nó sẽ kéo về hai cực của tế bào. Ở kỳ sau này á, thì nó chưa có tách hoàn toàn nên là bộ nhiễm sắc thể của nó là 2N đơn, được chưa nào? Còn ở kỳ cuối là bộ nhiễm sắc thể của nó là N đơn, và nó sẽ được nằm gọn ở bên trong nhân. Chúng ta sẽ củng cố lại một số kiến thức. Các em hãy so sánh quá trình nguyên phân và quá trình giảm phân. So sánh thì nó sẽ có sự giống nhau và có sự khác nhau. Giống nhau thì nó đều có sự nhân đôi của nhiễm sắc thể, nó trải qua các cái kỳ phân bào giống nhau, đó là kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau và kỳ cuối, đều có sự biến đổi hình thái của nhiễm sắc thể thông qua các cái kỳ đó. Và ở kỳ giữa thì các cái nhiễm sắc thể đều tập trung trên mặt phẳng xích đạo của thoa phân bào. Tuy nhiên hai cái quá trình này thì tất nhiên nó phải có sự khác nhau rồi. Ở nguyên phân thì cái quá trình này nó xảy ra ở tế bào sinh dưỡng, còn ở giảm phân thì nó sẽ xảy ra ở tế bào sinh dục. Nguyên phân nó chỉ gồm một lần phân bào thôi, còn giảm phân nó sẽ bao gồm hai lần phân bào liên tiếp nhau. Quá trình nguyên phân, từ một tế bào mẹ sẽ tạo ra hai tế bào con có bộ nhiễm sắc thể như như nhau và như tế bào mẹ.
Còn đối với quá trình giảm phân thì từ một cái tế bào mẹ sẽ tạo ra bốn tế bào con, nhưng mà có bộ nhiễm sắc thể sẽ giảm đi một nửa so với tế bào mẹ. Chúng ta làm một cái ví dụ. Ở ruồi giấm 2N bằng 8, một tế bào ruồi giấm đang ở kỳ sau của quá trình giảm phân 2. Số nhiễm sắc thể trong tế bào đó là, các em nhớ nè, nó đang ở kỳ sau của giảm phân 2, là bộ nhiễm sắc thể của nó hồi nãy cô có nói đó là 2N đơn. Mà 2N bằng 8 thì 2N đơn cũng là bằng bằng 8, nên chúng ta sẽ chọn đáp án D, được chưa nào? Hướng dẫn về nhà. Về nhà thì các em hãy học bài và làm bài tập trắc nghiệm theo cái link Google Form mà cô đã gắn ở trên cái lớp học.hochiminh.edu.vn, và các em hãy đọc và xem trước phần cơ chế phát sinh giao tử và thụ tinh. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe.